chào bà con hết ha. Thì mình sẽ nói tiếp theo phần clip con gắn hoa hành nó đi, con gắn hoa hành nó thiếu mồi là nó đi ra như thế nào, cái chuồng của mình nó xây ra sao mà con gắn hoa hành đi. Thì mình nói đây thì bà con tin tưởng thì làm theo, không tin tưởng thì cái đó là tùy bà con nha. Tại vì cái này á, cái chuồng này á, thì tại vì cái anh thầy giáo Tâm ở bên Đồng Tháp á, ảnh quay camera lại đó ha, ảnh cũng bị con gắn hoa hành đi là ảnh mới biết thôi. Nhưng mà mình nói thì bà con không tin, tới khi nào bà con gặp rồi bà con mới tin, thì lúc đó cái chuồng gắn của mình là nó không còn được bao nhiêu con hết. Mà như trong lúc con gắn còn nhỏ thì nó không được đi được bao nhiêu nha bà con. Nếu con gắn lớn là nó đi rất là nhiều, nó thiếu mồi là nó đi, lúc đó nó lớn rồi là nó đi rất là dễ lắm. Cho nên á thì mình nói đây thì bà con tin thì làm theo, bà con không tin đó thì cái đó là tùy bà con thôi. Anh thầy giáo Tâm anh đặt ca ga luôn á, anh mới thấy là anh mới tin là con gắn nó đi ra ngoài như thế nào. Thì hôm nay á mình sẽ quay ngang cái clip này, mình sẽ chỉ bà con cách xây chuồng nó như thế nào mà con gắn không ra. Thì mình sẽ quay cái máy ca ga, mình tạm ngưng một chút nha bà con, mình tạm ngưng mình quay cái máy ca ga lại, mình chuyển cái máy ca ga lại cái hả. Đây mình có một bãi đất sình này ha, thì mình sẽ chia sẻ bà con cách xây chuồng hoa hành con gắn không ra. Bà con xem kỹ nè nha. Thì cái chuồng mình xây là mình mới đầu mình làm 4 vách vuông nè nha bà con, 4 vách vuông mà góc nó cũng vẫn vuông luôn phải không? Đó. Thì mình vẽ đây bà con coi coi kỹ nha, nè đó, 4 vách luôn. Cái có đất sình mình vẽ mới lộ mới thấy được, chứ bằng không là không có thấy được. Đó, 4 vách vuông vậy đó. Tại mình đang ở trong đồng rồi, sẵn mình ngồi cho món ống dừa mát rồi chặt cái dừa uống đó, rồi mình làm clip luôn cho bà con luôn. Đúng ra mình làm hồi ngày qua ngày kia đó, mà trong mình quá trời nhức đầu rồi mình không có làm. Bữa nay mình vô đồng mình khỏe cái lúa, mình sẽ làm clip này cho bà con xem. Đây là cái chuồng mình xây 4 vách vuông, bà con thấy rõ phải không? 4 vách vuông đó, bà con thấy kỹ chưa? Nhưng mà con gắn hoa hành này nè, nó dẫn bá qua cái đuôi bên đây và cái đuôi bên đây ha. Cái đuôi bên đây là đuôi bên đây nó lên tại cái góc chữ A này không? 4 góc chữ A này là con gắn hoa hành nó đều nó ra hết trơn, hết trội, không có con nào mà nó không ra được. Bà con nên nhớ nó thiếu mồi nó ra sạch sẽ nha. Đó. Bà con thấy rõ chưa? Là 4 vách vuông, nếu con gắn hoa hành mình nó ra bình thường. Bà con thấy tô xi măng nó bóng nó láng vậy mà con gắn hoa hành nó vẫn ra được đó. Anh thầy giáo Tâm nó mình có qua bên chuồng ảnh đâu đó đàng hoàng đó, cái chuồng của ảnh tô ở trong láng on luôn, tô trong láng on trơn, mà con gắn hoa hành anh đặt mắt ra gắn hoa hành ra bình thường ảnh còn thấy luôn, anh thấy đâu đó rõ ràng đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ bà con cách làm con gắn hoa hành. Chuồng gắn hoa hành không bao giờ ra được. Đây là bà con nè, lấy hai cục gạch, hai cục hay là qua ba cục cũng đặn được đó. Bà con xây cái góc này, xây cái góc này là xéo lại đây, xây lại đây, xây lại đây là một chút nha bà con. Bà con xây lên một chút, xây bốn góc luôn đó, xây bốn góc này luôn, xây bốn góc này hết đó. Bà con xem cho kỹ nữa nha, xây bốn góc này hết trơn, bốn góc lấy cục gạch đó, cục gạch mình xây vách này hết trơn. Rồi mình sẽ tô nó hơi bông tròn một chút nha bà con. Mình làm cho nó hơi bông tròn lên chút, mình lấy gạch, lấy xi măng đó, mình tô cho nó bông tròn lại một chút, đừng cho nó vuông góc đó. Bà con thấy kỹ chưa? Nó xây cho nó bông tròn lại một chút, đừng cho nó ra cái góc vuông lại. Đó. Đó bà con thấy kỹ nha. Xây cho nó bông tròn cái góc lại, đừng cho con gắn hoành lớn mình nó ra không còn một con đó. Đó. Đó bà con xem kỹ chưa, nó phải bâu cái tròn góc nè bà con trước khi bà con xây vuông rồi nè, xây vuông rồi đó ha, xây vuông rồi bà con bỏ hai cục gạch hay ba cục gạch xây ngang cái góc này, bỏ đây xây ngang hết trơn, xây xẻo ngang này hết trơn rồi bà con bo, sẽ lấy xi măng bo tròn lại cái góc hết là con gắn hoa hành mình nó không ra nha bà con.
Chứ bà con, nếu bà con mà không bo gốc là con gắn hoành lớn mình nó ra hết trơn, sau này bà con cứ việc tắt chuồng lên bán, không còn mấy con gắn bự trong chuồng mình cả trơn, còn chỉ gắn con để lại thôi, chứ không có còn gắn lớn đâu. Đó thì mình nói với bà con đâu đó đàng hoàng, mình chia sẻ bà con đầy đủ. Nhưng bà con xây nhớ cái chuồng này nè, bà con xây từ 1m6 hay hoặc từ 1m8 trở lên nha bà con, đừng có xây thấp quá nha. 1m6 là cái đó là mình cũng vừa xài thôi, nó chưa có cao nữa nha bà con. Bà con xây từ 1m8 trở lên là chắc ăn nhất, 1m6 thì nó hơi lỡ hơi thấp đó. Những con gắn lớn ví dụ như bây giờ mình nói với bà con vô trong chuồng gắn thì chính tay mình nuôi thì mình không bao giờ mình bỏ cái cây nào tầm bậy tầm bạ trong trống hết. Hay những con cái vợ con cháu này kia nọ ở sớm lại chơi đó, có khi lỡ tay nó thảy cái cây, nó không có thảy vô chuồng mà lỡ cây thảy đồ này nọ mà nó giăng nó gác xéo mình trong chuồng vậy thôi, nó gác xéo thôi mà con cũng đủ chết với nó rồi, nó ra hết trơn, nó ra trên cái cây luôn, cái cây nhỏ bỏ gì nó cũng vẫn ra bình thường. Không phải mình bỏ thấy không, nhưng người khác thảy cái cây lỡ vô tình thôi, bỏ cái cây khoảng 5-7 tắc thôi, bỏ xéo nằm nghiêng hơi gì chút xíu thôi, đứng xéo đứng gì thôi là cũng chết nhưng gắn hoành rồi, chứ khỏi cần bỏ xéo. Yêu cầu nó dựa dách vô là chết rồi đó, dựa dách vô là chết rồi, chứ không nói chạy được nào chạy khỏi chứ. Đó, mình chia sẻ bà con cách làm chuồng gắn đâu đó đàng hoàng, sợ những người khác thảy vô. Trước khi mình muốn ấy chiều rồi mình ra mình coi á, con gắn hoành thì đi bằng đêm. Đó, con gắn hoành nó đi bằng đêm chứ không phải là đi bằng ngày. Nhưng mà cái cây này để lại bà con bữa chặn dạng bà con không coi là nó ra ngay cái cây này luôn. Đó, mình chỉ bà con để ý cái đó đó, để thôi nó ra gắn mình hết. Rồi mình dựng máy điện thoại đây rồi mình nói chuyện với bà con một chút. Đó là cái cách xây chuồng đó, mình đã chia sẻ bà con đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì cả. Bà con xây gan như mình vậy là con gắn nó không có ra. Nhưng bà con nên nhớ rằng á, mọi màng thì phải đầy đủ nha bà con, đừng có nuôi mà mình bỏ phế quá không có được, chứ gắn hoành đâu không có được lợi nó đâu. Chứ cái phần mình nuôi mình phải coi con gắn mình á, nó có chữa chưa hay hoặc nó đẻ như thế nào nó ra sao đó, thì mình sẽ nói với bà con cái phần clip tiếp theo. Như cái phần ví dụ như mình chia sẻ bên bà con luôn cái thuốc nhử gắn hoành hành luôn, mình chia sẻ cho bà con làm. Thì mình bà con xem cái kinh mà tập đoàn nuôi gắn hoành hành đó ha, là cái thuốc nhử gắn hoành đó mình xịt nó phải lợi chỗ đó luôn đó, nó ra chỗ một luôn đó. Còn nếu ví dụ như mà mình có thì mình làm, còn không có thì thôi. Thì cái đó là tùy khả năng bà con nha, cái đó là mình chỉ bà con, nếu khả năng bà con làm được thì bà con làm, còn nếu bà con làm không được thì thôi, chứ mình là chỉ thiệt tình ha. Cái đó thì nó hơi hiếm nha, cái đó thì bà con hơi khó lấy một chút. Còn những cái chuồng gắn mà mình kêu cháu nội mình nó như đứa cháu sớm nó câu con gắn bằng ngày đó ha, nó câu gắn bằng ngày đó, thì mình sẽ làm những cái chuồng đó, là mình chỉ bà con cái chuồng đó luôn, bà con câu con gắn bằng ngày vẫn được luôn. Dưới cái bên kinh tập đoàn hồi gắn hoành hành đó, thì con gắn hoành hành nuốt con tay ra vô nè ha, thì mình sẽ làm bên cái clip kinh tập đoàn nuôi gắn hoành hành. Nhưng mà mình cái tài khoản mình, cái mật khẩu tài khoản mình mở hoài chưa được, có thể một đôi bữa nữa mình sẽ ấy lại gắn, mình sẽ đăng cái clip bên đó cái chuồng mà cái chuồng gắn hoành hành mà làm chỉ em Tài với chị Vinh đó, là nó nở như trùng đó, thì mình sẽ đăng bên cái kênh tập đoàn nuôi gắn hoành đó, là mình làm cái clip đó cho bà con xem là nó nở cũng như trùng đó. Cái đó là nó nở đạt 100%, nó không có hư trứng gắn mà nó không thối trứng gắn của mình nha. Nhưng mà mình không có đăng bên kênh dân quê nha bà con, tại vì mình phải đăng bên tập đoàn, tại kênh tập đoàn quá lâu quá trời lâu rồi, sẽ đăng cái kênh tập đoàn nuôi gắn hoành đó. Rồi mình sẽ chỉ luôn bà con cái clip mà câu con gắn hoành, những bà con nào ở thành phố thành thị thì kia nọ muốn làm vui chơi giải trí đó, trong một quán quán xá nước thì kia nọ, thì bên cái clip dân quê này đi, dân quê này đi. Còn bên kinh mà tập đoàn nuôi gắn hoành đó, là mình đăng cái kinh mà gắn hoành mà nó nở như trùng đó, thì mình sẽ chỉ bà con mình cái clip đó. Còn những cái nào mà nó quan trọng nhất đó ha, những cái chuồng quan trọng nhất, cái chuồng mà bên cái Tài Trà Vinh nở vô chuồng đó, với một cái chuồng mà nó tốn tiền nhiều đó, thì mình sẽ chỉ mình cái kinh tập đoàn nuôi gắn hoành. Thì bà con thương mình ủng hộ thì qua đăng ký kinh tập đoàn nuôi gắn hoành tiếp mình nha. Thì mình cũng cảm ơn bà con hết, thì từ lâu bà con ủng hộ mình ha.
hôm nay mình chia sẻ clip này rồi mình làm hai clip này rồi ha. Rồi nếu ngày mai nếu mà có thời gian rảnh rỗi đó thì mình sẽ làm thêm hai clip nữa, mình sẽ đăng từ từ cho bà con xem. Thì bữa nay thì mình chỉ về băng đăng kịp thì đăng hai clip, còn không kịp thì mình đăng một clip một. Thì mình sẽ chào bà con hết ha. Thì để mình ngày mai mình kiểm lại tài khoản hay ngày mốt mình kiểm tài khoản lại mình sẽ đăng mình tập đoàn cho bà con xem, tập đoàn đúng gắn hoa hành đó. Còn ví dụ như câu gắn hoa hành đó thì con xem cái clip bên kinh chân quê bắt gắn này là có, còn cái clip mà xịt thuốc bên những thuốc hoa hành đó ha, thì bên kinh tập đoàn, nhưng mà mình cho bà con xem con gắn hoa hành tại vì thằng em nó mới gửi thuốc mình mới lấy được con gắn hoa hành thôi. Tại mình đi đồng nè, cái quần nè bà con xem cái quần của mình nè, để mình chỉ nè cái quần của tay mình nè, nó trong đồng luôn. Tại vì mình ngồi trong này nè, mình đổ xuống đây nhử nó chơi nó phóng lên cái ào luôn. Mình gà không biết hồi nãy là nó chung cái lỗ nào thôi, nãy nó chung đâu với bả này nè, nó làm cái cù nó chạy nó quá trời nhanh rồi mình không biết nó lên lỗ nào. Rồi mình hốt luôn nè, mình cho bà con xem, mình không có chỗ đựng đó, mình bỏ trong túi quần luôn, không biết nó nãy nó lên lỗ nào thôi, làm cái ào chạy lên. Mình chụp với con ngựa nữa, con ngựa thấy nó nhỏ, con ngựa hơi nhỏ rồi mình bỏ con ngựa rồi mình bắt con hoa hành thôi. Tại vì nãy mình không có quay nha bà con, nãy mình không có quay. Rồi mình pha trái dừa nè, mình chặt trái dừa nè, cái dừa mới ra pha mới một miếng một thôi, mình đổ ra cho bà con xem con gắn hoa hành trên. Có một bọc thuốc thôi, mình đổ ra rồi chút xíu mà chờ mình cảm ứng máy mới được. À mẹ lâu dữ trời, cho con xem gắn hoa hành mới năm đầu luôn chứ không gắn hoa ngựa. Con ngựa chạy rồi đã ra chuyện mình bắt luôn gắn hoa ngựa luôn cho con xem. Gắn hoa ngựa đâu cũng nửa ký hơn nửa ký vậy hả, thì mình thấy vậy mình làm biến bằng ăn quá mình thả nè. Ừ, con thấy nè nó gắn hoa hành tại cái đống này luôn nè, tại cái đống này nè, nó ở dưới này nè, mình đổ nè, đổ lên là anh lên cả u rồi anh giọt lên. Mình đang ngồi sẵn làm clip ở dưới anh giọt cái do anh giọt lên một cái dèo cái mình hốt anh luôn đó. Bà con thấy đã không, gắn thành con này mới lớn nha bà con, bốn lưỡng không, nhưng gắn này gắn cái nè nghe bà con, gắn này gắn cái nè, gắn cái nó ở dưới này nè, nó ở đống dưới này nè, mình chưa có đổ thành cái đống đó mình chưa có đổ, tại muốn mình cũng thử chơi á. Mình mới đem thuốc về thôi, mới thuốc về đang cũng gắn xà hè đó, gắn xà hè đang mình sẽ sạn mình đưa cho thằng em ở Đồng Tháp á, mình đem về đang mình cho nó giao phối á, mình đem về đang mà đêm nay nếu rảnh là mình cho nó giao phối đêm nay nè, mình ra bên Đồng Tháp á, nó lúc trước nó cũng có bắt gắn bao nó nở rồi, mình ra bên Đồng Tháp á, cái điện mình ngang qua nó nở rồi, mình mới lấy thuốc về, đang mình đưa nó giao phối cho con gắn hoành giao phối đó. Rồi mình mới thử cho cái bả này coi sao nè, mới ấy nữa cái bả này chút xíu phóng được ào này, mình hốt nó luôn. Là cái thuốc bên nhữ gắn hoành này nè thì mình sẽ chia sẻ lên trên mạng luôn đó, thì bà con cứ việc xem thì mình sẽ chỉ bên cái kênh tập đoàn đúng gắn hoành nha bà con qua đăng ký kênh tập đoàn đúng gắn hoành đó, thì mình sẽ chỉ bên cái phần bên đó đó, cái phần bên thuốc nhữ gắn hoành bên kênh tập đoàn đúng gắn hoành đó, thì mình sẽ bữa thứ hai mình sẽ đăng thôi, giờ ngày nữa mình giá nào có giá phải tìm ra mình đăng lại mới được đó. Nè cái này nè con gắn hoành để mình nữa mình chỉ thuốc cho bà con, thôi mình tạm ngưng luôn bà con ơi, thôi mình chào bà con hết nha, mình dặm lúa cho nó rồi bà con ơi, cũng sẽ chiều 1 giờ 2 giờ đi rồi, thôi mình tạm ngưng luôn bà con ơi.